của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì vườn của em Nhi có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống, mai ghép giống siêu ông Bình Lợi với lại giảo Như Ý bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Mức giá siêu hữu nghị luôn cô chú anh chị ha, chỉ từ 350.000 là em Nhi bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rất mong cô chú anh chị mình và xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Sẵn đầu clip ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ tí xíu luôn ha. Thì hôm nay có một số cái anh chị nào thì đó thì em không biết ha, thì vô bình luận nói với vườn, tại một số vườn em Nhi bán cây này tầm khoảng 350 đến 400 ngàn, thì mấy anh chị vô cái bình luận là chi phí làm cây phôi với lại là bo là khoảng tầm 250 mà lên bán 350 400 ngàn lời dữ hen. Thì em cũng, cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho nhà vườn, thì nhà vườn làm thì cũng phải có tỷ lệ hao hụt, giống như là có cây đẹp và có cây xấu, cây đẹp thì mới bán được giá 400, còn cây xấu thì bán được khoảng tầm 350 200 mấy thôi, cũng như là lấy lại vốn thôi cô chú anh chị. Mà còn 350 cô chú anh chị mình tính giùm em, ví dụ bán là cho chi phí là 250 ngàn một cây đúng không, thì cô chú anh chị mình còn tiền thùng xốp, tiền phí vận chuyển cho nhà giao hàng nữa anh chị, thì thùng xốp đã là gần 20 mấy ngàn một cái, và còn tiền phí vận chuyển á là 46 ngàn đến 50 ngàn cho một thùng như vậy là tiền phí á nha cô chú anh chị. Thì từ hao chi phí cho 350 ngàn, thì cô chú anh chị mình cộng lại thì nhà vườn còn lại lại tầm khoảng vài chục ngàn đó, tiền phân tiền thuốc anh chị đó, phân thuốc để chăm từ cây cho tới ngày giao cho cô chú anh chị mình nữa, nên là lời thì nhà vườn lời rất là meo chứ không có lời đâu mà lời quá trời như vậy nha cô chú anh chị. Thì em cũng lên đây sẵn đầu clip em phân trần cho cô chú anh chị mình hiểu luôn ha. Với lại một số nhà vườn em không biết là cô chú anh chị đó là khách hay là nhà vườn khác thì em không biết ha, nhưng mà nói chung thì bình luận như vậy thì em cũng biết là cái này là cũng có làm cây nên là cũng biết là chi phí để ghép cái cây đó là bao nhiêu, nhưng mà chưa biết được cái, không biết là nhà vườn nó có bán hay không, nhưng thì em không biết nên là không biết cái chi phí vận chuyển và tiền thùng xốp nó như thế nào, tại sao không cộng vô, nó cộng vô thì từ ra chi phí nhà vườn còn lại không có bao nhiêu hết trơn cô chú anh chị ha. Đó, nên là cô chú anh chị mình cũng cân nhắc và ủng hộ dùm nhà vườn á, cho nên mà bán cái này là giá meo dữ lắm rồi ha cô chú anh chị. Rồi mình gặp luôn em Nhi nha, để em Nhi giới thiệu và giao lưu ha. Rồi chào em Nhi nha. Em xin chào anh và kính chào toàn thể cô chú anh chị trên kênh ạ. Hôm nay là kênh em xin cho cô chú anh chị lô mai giống nha, cũng mong cô chú anh chị xem được cây nào không ạ. Vô kênh clip hôm nay mã số 11C là một cây giảo Như Ý nha. Rồi. Hoành được 16, cao được 38, cái ngang được 55. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá mình 550 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12C là một cây siêu bông Bình Lợi nha. Rồi, này đi tụt rồi quá trời luôn cô chú anh chị ha, âm tầm luôn. Hoành được 14. Rồi. Cao 34, cái ngang được 44. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 350. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 13C, một cây giảo Như Ý nha. Trời ơi, cái tàn xâm xê luôn, cây này về lấy bo siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. Dạ, Như Ý nó mạnh quá trời luôn ha. Quanh là mình được 15. Rồi. Cao 44. Ghép 3 bo mà nó mạnh được 57. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là cái này 600 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14C là một cây siêu bông Bình Lợi. Rồi. Quanh mình được 16, cao 31, cái ngang là mình được 65. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá là 370 ngàn nha. Rồi, ở cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 15C, cây giảo Như Ý nha. Rồi. Cái này vườn có nhiều hả cô chú anh chị ha. Ghép có ít á, nên là lên clip có vài cây thôi, mong cô chú anh chị xem ủng hộ ha. Cao được 33, cái ngang được 62. Nên em để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 500 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 16C, một cây siêu bông Bình Lợi. Rồi, cái này ghép được 3 bo ha. Trời ơi, cái đế nó ấm dưới luôn nè, cô chú anh chị bỏ bàn đều ra luôn ha. Quanh 16. Quá đã luôn. Cao 37, cái nghe mình được 51. Rồi. Này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350. Rồi, ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 17C. Rồi, 17C. Một cái siêu bông Bình Lợi nữa. Cái này ghép cũng được 3 bo cô chú anh chị ha. Có số cái tục gần ha. Em lại cái tục 17, cao 30, cái ngang được 50. Rồi. Rồi, cái này em để cô chú anh chị đường xa mình giá cũng 350 nha cô chú anh chị. Rồi, 350 cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 18C. 18C là một cây siêu bông Bình Lợi nha. Rồi, cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Cái này ghép được 3 bo ha.
ta bo khá là già nè, về lấy bo liền cũng được nha cô chú anh chị ha. Mấy nhánh này thì cô chú anh chị mình chịu khó để thêm vài bữa em ha. Cao 44, tới ngang 65. Cái này em để cô chú anh chị gần sau mình giá 370 và cũng là 370 với cô chú anh chị. Rồi cây, okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19C. Rồi. Cây siêu bông bình lợi luôn nha. Rồi cây đang đâm chèo rất là tốt nha cô chú anh chị. Nó mở mắt lá luôn ha. Hoành tên nó mình được 14. Rồi. Hoành dưới mình được 22. Dạ cao là mình được 43. Dạ tán ngang là mình được 44. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 350 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20C. Một cây siêu bông bình lợi nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành được 13. Rồi. Cao giá được 43 ha. Cây đi đọt 32. Rất là sung nha cô chú anh chị. Dạ cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 luôn và cũng là cây cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem kênh năm hôm nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.